sớm đấy nhở. Anh đây, anh đây. Ừ, chào mấy đứa. Chào tất cả các bạn quay trở lại với video tiếp theo của Thái Chuối TV. Chào các bạn. Mà sau này mấy đứa đến sớm vậy? Anh bảo là 3 giờ mà 2 giờ đã thấy tới rồi. Vâng, anh trái xem có đồ ăn gì không cho mẹ ăn rồi. Đấy, không sai mà. Thế anh cầm cái gì đấy? Mấy đứa biết thừa rồi, anh cầm xúc xích sốt lát heo cao bồi 3+1. Thì em ăn với. Đúng rồi. Đang định bóc ra vừa lắc xong. Thôi được rồi, này cho mấy đứa ăn đi. Rồi, mà điểm ăn trước. Ôi, nhường. Đấy, chia nhau mà ăn. Em nhìn á. Mẹ cầm đấy. Ngon quá. Ngon quá. Thì nên đến tao. Nên cho hai đứa ăn nữa. Nên tao ăn nữa. Ờ, hết rồi, anh Thái còn ông cho em ăn với. Còn cái vỏi có ăn gì ăn. Hay là hôm nay con video gì nhờ xúc xích đi anh. Quay chơi trò chơi á. Anh mới up một cái video trò chơi ấy, nhưng mà có vẻ không được hưởng lắm. Các bạn xem rất là ít. Đúng rồi, anh Thái đang một ngày mà được chưa nổi 100.000 view nữa. Các bạn đi đâu hết rồi ấy. Các bạn nhớ vào kênh Thái Chuối, các bạn like, xem video, chia sẻ nhiều vào. Có nhiều view mà mình có động lực được. Chắc là các bạn bị Covid hết rồi. Cái mổ bệnh bệnh. Các bạn nào chưa bị Covid bình luận phía dưới nha. Thế các bạn bị Covid rồi không được bình luận à? Chứ. Nói chung là rất là nhiều bình luận đã xem thì cũng bình luận bảo là video giải trí thư giãn, nhưng mà do kênh dạo này là ít được đề xuất, kênh đã phát triển một gian rồi thì nó sẽ nhường lại một phần đề xuất cho những cái kênh nhỏ sau để nó phát triển lên. Chúng ta không quay trò chơi nữa, quay cái chủ đề khác đi. Xúc xích là đồ ăn nên làm clip vua đầu bếp đi anh Đái. Vua đầu bếp á? Vâng. Xúc xích sốt heo cao bồi này là để ăn liền chứ nấu ăn thì không biết ra cái gì không. Xúc xích là xúc ăn liền thì anh sẽ để làm phần thưởng, mấy đứa vẫn làm vua đầu bếp được. À, nghĩ ra cái món gì đi. Nhưng mà tên mình làm tất cả vua đầu bếp rồi, còn món gì chưa làm đâu anh Đái? Có đây. Món gì? Món gì? Trâu luộc cả con. Luộc cả con làm gì, cái lồi nào to đùng thế để luộc con trâu được. Mà có lồi ấy thì tiền mua lồi hết rồi, lấy tiền đâu mà mua trâu nữa. Mà ai mang trâu đi luộc bao giờ. Anh có món, anh có nghĩ ra cái món này cho mấy đứa làm mà kênh mình chưa làm này. Món gì ấy? Làm, chúng ta làm vua lộ. Chưa làm bao giờ. Làm không? Đi làm luôn đi anh Thái. Mà vừa dễ nhá, mà vừa ngon nữa. Vậy đi làm luôn anh Thái. Ừ, vậy thì đi theo anh để nhận nguyên liệu nào. Xếp hết ra chưa đó hả? Rồi ạ. Rồi đây, nguyên liệu đây, lấy đồ đi mấy đứa. Xem có gì nào. Đấy, rất nhiều nha. Mấy cái này đâu phải là nguyên liệu chính để làm nộm đâu anh. Thì anh có bảo đây là nguyên liệu chính để làm nộm đâu. Bây giờ anh sẽ cung cấp cho mấy đứa những cái nguyên liệu này. Mấy đứa sẽ phải tự nghĩ xem là mình làm cái món lộm nào để lấy nguyên liệu cho phù hợp, biết chưa? Vâng. Anh bật mí là xung quanh chúng ta có rất là nhiều món lộm mà chúng ta có thể kiếm mà không cần phải đi mua cả. Cho mấy đứa tự đi kiếm. Thế em hãy thảo đội đi. Vâng. Về đội tao, mày có nhớ lúc trước cả tên bị sinh tồn, anh Thái hay lấy rau dớn để cho bọn mình ăn không? Bây giờ bọn mình sẽ đi ra bờ sông để lấy rau dớn về làm lộm nhá. Lấy nguyên liệu đi. Đây, cái này. Rồi, đi thôi. Thảo, mày nghĩ ra món lộm gì để anh em mình làm chưa? Em xem trên TV ấy, người ta hay làm món chuối lộn anh ạ. Chuối lộn á? Vâng. Món chuối lộn là chuối gì nhỉ? Hình như là chuối lộn mà chứ chưa bao giờ nghe chuối đúng lộn. Đúng rồi, làm gì có món chuối lộn. Nhưng mà ngon anh ạ. Thế mày biết cách làm không? Em chỉ biết thôi chứ em làm thì biết làm. Ui giời ơi. Mày về đội anh là đúng rồi đấy. Thôi cứ lấy nguyên liệu đi rồi cùng nhau đi làm. Lấy đi em. Quả chanh ớt này. Đấy, hai quả chanh, hai quả ớt. Rồi lấy sứa này. Rồi con chuối bọn mình đi ra ngoài vườn chặt. Vâng. Gần đúng bài mình rồi đấy. Thế còn anh với mày làm món gì giờ? Thế bây giờ hai anh em mình đi đâu? Mày có nhìn thấy xa kia có rất nhiều lá đu đủ không? Em có, lấy lá đu đủ về làm lộn như anh. Không phải, cái lá đu đủ kia mày nhìn xuống là có quả đu đủ, lấy quả đu đủ để làm lộn. Thế anh bảo lấy đá đu đủ. Ôi đi. Bây giờ mình sẽ bóc hết lạc ra để tí rắc vào lộn. Lộn không thể thiếu lạc được. Thế là anh xúc xích rồi. Mày lấy trộm của anh Thái lúc nào đây? Đâu, em lấy từ nhà đi mà. Có một hộp mà cũng bằng đi. Cho anh ăn mấy. Anh bóc đi. Rồi, lấy bóc cho. Đấy, có 4 cây luôn này. Lấy nhẽ đa năng để bóc xúc xích. Đây. Xúc này là xúc spaghetti nha các bạn. Nên là mình sẽ đổ ra lát để chấm luôn. Mỗi hộp xúc xích heo cao bồi có 4 cây. Nên tha hồ ăn nhá. Để anh ăn trước nhá. Vâng, đây. Cảm ơn cho anh. Chấm sốt này. Quá ngon. Dạ. Vâng. Có 4 cây, mỗi người 2 cây nhá. Vâng. Ngon không? Ngon. Tất nhiên là ngon rồi. Vì xúc xích sốt lắc heo cao bồi 3+1, 100% thịt heo nhập khẩu, nguồn dinh dưỡng từ thịt là chủ yếu, nên ăn rất là ngon đấy. Vâng. Thế là cái sốt cũng ngon các bạn ạ. Đâu? Em biết ở đây có một cái mùi chuối này. Chắc đâu? Là đồ pha chuối đấy.
Thôi, đi tìm chỗ khác rồi. Vâng. Đây, có một buồng này, nhưng mà buồng nó ra quá mất rồi. Đi tìm buồng khác. Ơ kìa, kìa còn buồng kìa. Đây. Ui giời, mày không tới đâu. Để anh chờ anh chặt cho. Vâng. Bạn nào muốn vặt cây rau dớn này ấy, thì phải nhìn kỹ nha, không là vặt nhầm ra cây dương xỉ ấy. Đây này, ví dụ như cây này không có lông, còn cây dương xỉ có lông nha các bạn. Bạn này chắc được một đĩa đời rồi đấy, Khánh ơi đi về thôi. Mình sẽ rửa rau dớn. Lâu rồi anh em mình không về đội nhau nhỉ? Lần trước mày gà quá thì anh không về được một đội mày đây. Lần trước anh em xanh như ngựa thôi, bây giờ em cao thủ rồi. Ừ, lần này anh tin mày, đi. Đi, đi. Đi đây. Đây, nhớ đủ chưa? Em thấy nhiều rồi. Đấy, vừa xanh vừa ngon. Đưa anh viên gạch. Vâng. Yeah. Không trúng rồi. Hết giờ làm thế nào? Ném một phát không trúng thì ném chục phát. Yeah. Tiếp. Đánh cút. Yeah. Tiếp. A few moments later. Làm gì có cái gì để ném đâu. Cái lá chuối đây. Thôi. Đi về bảo anh Thái ra ném đi. Nước sôi rồi, bây giờ mình sẽ đổ ra vào luộc. Đảo lên. Bây giờ mình sẽ làm nước mắm chua ngọt nha. Mình sẽ lấy một muôi nước lọc này. Cho ở đây. Một muôi đường. Một muôi nước mắm. Quấy đều lên. Rồi vắt chanh vào cái muôi này thôi. Ừ. Bằng ít chua đấy. Cho vào nước mắm. Mình sẽ làm nước chanh muối để tí ngâm cái chuối này cho nó đỡ bị đắng nha các bạn. Bị đắng nó bị đen. Và mình vắt ra đây. Bây giờ mình sẽ bóc cái vỏ ngoài này ra, lấy nõn ở bên trong thôi. Bây giờ mình sẽ cho nước đá vào rau để rau nó giòn hơn này, với cả nó nguội, mình bóp nó không nóng tay. Rồi. Để vắt rau. Tí nữa mình ướp gia vị thì nó sẽ ngấm hơn này. Bây giờ mình sẽ rang lạc cho cả ba đội luôn nhá. Mày làm lộn hay mày làm bánh thì bóp lát hết tao rồi. Tại vì tao bóp mãi nó không hết nước nên tao bóp hơi nát tí. Bây giờ mình sẽ quật đu đủ vào cà rốt rồi mình sẽ cào sợi nha. Em quật vỏ cho. Ờ hay đưa cà rốt anh quật. Bây giờ bọn mình sẽ đi ngâm nước đá nha các bạn. Bây giờ đi vào lấy đá. Mình sẽ vớt hoa chuối vào nước đá nha các bạn. Thảo vớt đi. Để ngâm cho ngọt nha các bạn. Thằng này, không biết thì đừng có nói. Vớt vào để cho nó đỡ thâm. Vớt vào đi. Rồi, để đây ngâm một lúc. Vinh ơi, bỏ hột ra Vinh ơi. Không còn để hột ăn nó đắng lắm. Rồi, nguyên liệu không thể thiếu đó chính là tôm nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đổ dầu vào và cho tôm vào xào lên. Đã ngâm nước đá xong, bây giờ mình sẽ đi tách vỏ lạc nha các bạn. Mình tách xong vỏ lạc rồi, các bạn ơi, đây à. Mang cho anh Tùng làm tiếp bước sau. À, bây giờ mình sẽ trộn rau dớn. Bước này nữa là xong rồi nha các bạn. Cứ đổ nước mắm vào Dương ơi. Ừ. Rồi trộn lên. Anh chưa thấy mày làm gì đâu ấy. Thái rau đi. Vâng. À. Bảo sao tao cứ pha nước mắm là hết. Hóa ra là mày. Nấu ăn ấy. Đây là ngoài là ăn vụng, hiểu chưa? Vâng. Nấu ăn thì cứ ăn vụng này. Cậu ơi. Nước chấm anh pha thế nào? Hả? Thì nước chấm anh pha thế nào? Không biết. Mày uống mà mày không biết. Tao uống mà thấy ngon rồi đấy. Thôi thái đi nhanh đi. Bây giờ mình sẽ pha nước chấm nha. Ngon hơn mấy đội kia. Bây giờ mình sẽ cho tất cả vào trộn nha các bạn. Đổ nước mắm vào đi Thảo. Vâng. Đấy. Nhìn nó thấy hấp dẫn rồi các bạn ạ. Rồi. Bây giờ mình sẽ cho sớm nha các bạn. Sứa này mình mới bắt ở ngoài biển nha các bạn. Còn tươi sống luôn. Nó còn muối các bạn
Rồi cho sứa vào. Sứa tươi xanh như này. À cho cái nào? Vâng. Thôi mày đi anh trộn đi. Trộn đều rồi. Xong rồi đấy, Khanh gấp ra đĩa đi. Ừ, đây. Tám tám nó ra một tí. Tao thấy hơi đơn giản đấy Khanh nhỉ. Mày từ từ, chờ tao tí. Mình sẽ cho thịt bò lên cái nộm này nha. Đấy, quá là hấp dẫn. Tiếp theo là rắc mặt lên nha các bạn. Bé cho anh 200 điểm thôi. Ừ, đi. Vinh làm ngay cho anh. Để anh nhặt nốt rau thơm. Bây giờ làm này nhá. Cho cà chua vào bát, xong rồi giá lên. Xong rồi cho tôm vào giá lên. Xong rồi cho rau vào giá. Xong rồi cho chanh vào giá. Cho ớt vào giá. Cho lạc vào giá. Cà rốt vào giá đều lên. Trộn lên, cho lạc lên. Xong rồi giá đều lên vào nhá. Anh của em vẫn chưa hiểu. Ui giấy ơi. Thôi rồi, để tao ghi cho mày một cái tờ giấy. Vâng. Cho cà chua vào giá. À, cái này mình biết. Ôi dồi ôi, cái gì đây? Giá cà chua. Thế tao ghi mà như nào? Cho cà chua vào giá. Mày không nhìn đi à? Chú ý, nhớ nhẹ tay. Nhẹ, nhẹ tay giá nhé. Em có đầu đoạn dưới đâu, anh biết hắn xuống dưới này. Mày đúng là bất tài. Anh cứ cứ bảo mình bất tài, mình vô dụng mà. A few moments later. Ok bạn ơi, bây giờ là mình sẽ bắt đầu đi chấm điểm và chấm điểm cho từng đội và trao giải thưởng nhá các bạn. Giải thưởng là một thùng xúc xích ở đây. Yeah. Đấy, nhưng mà trong này còn có lửa thôi. Ui, cũng được. Tại vì là mấy hôm vừa rồi chơi thử thách là hết mất nửa rồi, còn có bằng này thôi. Thì hết bằng này rồi anh lại mua tiếp sau nhá. Vâng. Rồi bây giờ để tặng ra đây đã rồi chấm điểm nào. Đội đầu tiên đi. Đội từ bên này sang. Ăn món gì rồi à, làm món gì, giới thiệu nào, lộn gì đây? Móng rồng nâu. Hả? À, nghe tên gì mà hoành tráng quá vậy? Nó là cái món gì? Rau dấn. Nộm rau dấn thịt bò à? Món móng rồng này ăn nộm được không ta? Ăn được mà. Lần trước đi sinh tồn, anh bật cho em ăn sống chút đấy. Ăn sống đâu, anh bật để anh cho nó xào mà, nó điều. Đây là lộn ăn sống đấy. Không, nghe của em chín rồi. Trần. À chín rồi à? Vâng, trần rồi. À trần rồi à? Ok, mấy đứa kia chưa chấm đi sang đây để đánh giá xem là mức độ ngon của nó. Ê ê ê, anh bảo đứng đây nhìn thôi. Tí nữa ăn. À, anh đánh giá cái hình thức là tuy đơn giản nhưng mà không phức tạp nhá. Đấy, bây giờ là anh bắt đầu ăn này. Nhân mình. Ngon quá đấy. Ăn một miếng thịt bò này. Dưa anh chịu. Dưa đã rửa đâu mà bắt người ta ăn. Tốt tốt thì ok, ngon rồi đấy. Ở miền Bắc này có cái cây rau dớn này giống cây dương sỉ các bạn. Nếu mà các bạn ở miền Bắc thì sẽ biết, còn ở miền Nam thì mình không biết là có cái cây này không nhờ. Ở miền Nam mình không biết có cái cây này không. Nằm nộm ăn rất là ngon. Ok, 9 điểm. Yeah. Nào lên em chấm đã. Ờ đấy, ăn thử đi rồi đánh giá rồi mấy đứa vào, đứa nào có đũa thì đứa gắp ăn thử đi xem nào. Ăn ăn mình, ăn mình. Anh cứ này gắp miếng to đấy. Các cụ quá cao rồi, ăn trông rồi. Ăn miếng nhỏ thôi. Đấn rồi. Ôi giời. Được rồi, được rồi. 9 điểm này là được xúc xích chắc rồi các bạn ạ. Ừ, chưa chắc đâu em ạ. Ngon không? Thấy ngon không mà mấy đứa ăn hung đấy. Ê, ăn cho nó nhanh hết mà để sang đội khác. Ô, có cần đâu, sang đội khác luôn. Ai giờ cần chứ. Úi dồi ôi. Mà nghe vậy. Thôi chuyển sang đội khác đi. Đội tiếp theo đi. Rồi, món vừa rồi là món rau dớn lộn thì ăn khá là ngon nha các bạn. Bây giờ đến cái món tiếp theo là món của đội nào đây? Vâng, đây. Thái chuối lộn. Hả? Thái chuối nôm. Nghe hấp dẫn đấy. Rồi đây là một cái món gọi là nhìn biết là hoa chuối rồi các bạn ạ. Đấy. Mấy đứa ơi, sao đặt tên theo tên của mình nhỉ? Tên của anh nó không bắt nguồn từ cái cây chuối đâu. Mà đặt hoa chuối là thái chuối được. Nó không đơn giản như vậy đâu. Đố các bạn biết vì sao biệt danh của mình là thái chuối. Bây giờ mình chấm điểm nha. Anh thái chuối lợn đi. Bị điên à. Mình sẽ ăn để chấm điểm nha. Ui, đổi bàn rồi. Rồi bây giờ là thành phần của nó là nhiều đồ đấy nhở. Em nói đây nè. Ừ. Rau mùi này, lạc này, hoa chuối, thái chuối. Hoa chuối, thái chuối nè. Ớt nè. À, nước chấm sứa thôi anh ạ. Ok, ăn thử luôn nha các bạn. Nói chung là cái món này nó hơi chát các bạn ạ. Món này được 7 điểm. Chát luôn. Ăn thử nè. Không phải đâu. Cái này là hoa chuối ngâm chưa kỹ, ăn rất là chát các bạn ạ. Mà nó chưa giòn. Rồi ăn thử đi mấy đứa. Ăn thử đi. Rồi, sứa chưa thái. Ui giỏi ơi. Sứa ngon không Thương? Ngon thái ạ. Ừ. Mời anh em.
Chá đúng không? Ngọt thế không? Hát dưới rồi, hát lại mà không được. Em đang ăn con sứa đấy, hoa chuối đâu mà hoa chuối. Em ăn hoa chuối như con bồ ấy. Thôi nào, chuyển sang đội tiếp theo đi. Mày tên gì nhờ em nhỉ? Milu thần lộn. Thần lộn. Đấy, nghe tên sao mà nó giống con chó đấy nhỉ? Đặt tên theo con chó nhà em mà. Đấy, đây món ăn ông ấy đặt giống con chó nhà ông nữa được coi. Tên này nó không đẹp mấy rồi. Thôi bây giờ ăn thử nhá. Vâng. Trang trí khá đẹp nhá các bạn. Vâng. Biết cách trang trí ấy, tuy là không được đẹp nhưng mà có tinh thần, biết là phải trang trí nó mới đẹp rồi. Ăn ở bên góc này. Vâng. Ngon phết đó các bạn. Chanh đắng đấy. Món này được 8 điểm. Yeah. Rồi. Yeah. Bây giờ ra nhận phần thưởng thôi. Đâu là đội nào được điểm cao nhất? Em. Năm đội này. Đội bên này này, đội này được 9 điểm này. Đội móng lồng nộm. Đúng rồi, tên rất là kêu mà nó lại còn ngon nữa. Đội này sẽ được mỗi đứa 10 hộp xúc xích. Yeah, vui tầm đấy. Rồi, giải nhì là mỗi đứa 1 hộp xúc xích. Em xin Thái. Đây, lấy đi. Xin Thái. Nào đây. Xin Thái. Rồi, ok nha. Rồi, vậy là hết sạch xúc xích, còn mỗi 3 hộp thôi. Cũng không đủ để chia nữa. Thì đợi anh mua thêm về, sau đó là chơi trò chơi nhận phần thưởng sau nhá. Vâng. Đấy, thì bạn nào mà muốn ăn xúc xích sốt lắc heo cao bồi 3+1 ấy, thì ra siêu thị, cửa hàng tạp hóa, hệ thống siêu thị Vinmark để mua nhá. Thì video đến đây là kết thúc rồi. Nếu các bạn thấy video này hay, cho mình một like, một chia sẻ video. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ team bọn mình, chia sẻ cho bạn bè được biết đến kênh bọn mình nhá. Cảm ơn tất cả các bạn, bye bye các bạn. Bye bye.